bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả thánh đế khổ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thánh đế tập diệt đạo cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có thánh đế khổ có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có thánh đế tập diệt đạo có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả thánh đế khổ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thánh đế tập diệt đạo cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả khổ trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tập trí diệt trí đạo trí tận trí vô sanh trí pháp trí loại trí thế tục trí tha tâm trí như thật trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có khổ trí có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tập trí cho đến như thật trí có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả khổ trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tập trí cho đến như thật trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả bố thí ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa Phật dạy này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có bố thí ba la mật đa có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả bố thí ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát tu xả pháp không nội, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có pháp không nội có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả pháp không nội cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa